Hello, ngày hôm nay mình ra đồng để đi gặp một cái ổ cá lóc này, được mấy con rồi. Ở đây đang rất là nhiều đây các bạn, đây, đây, thấy không? Mà con này nó chạy rất nhanh, rất khó lấy nhá. Đây, rất nhiều. Đây. Này đi bắt một ngày công ăn cả tháng luôn cá lóc này. Vừa rồi được mấy con to to này, này bây giờ ở trong này rất là nhiều. Đây, bật sơ sơ là một tay rất là khó bắt này. Mình thử xem ở đây xem còn không ngoài này. Hết rồi. Đây. Bác thấy chưa? Đấy. Đang rất là nhiều ở trong khe này. Thấy chưa? Rằng ở trong này rất là nhiều. Chỉ đợi mình phá xuống rồi mình xem. Đây. Mấy con này rất là to này. Đó. Thi nhau chạy vào trong, riêng con này to chưa? Đó. Rất nhiều. Chạy đâu? Con này vây của nó khỏe quá, nó không cần nước nó vẫn sống được nhé các bác nhá. Đây nó chạy ở mầm luôn. Chạy khỏe kỳ luôn. Đó. Đây nó chạy như gì luôn. Đấy. Đấy. Thấy không? Chạy. Rất là khỏe. Con này thì hết chạy rồi. Ui. Thi đua nhau chạy mà làm gì. Mấy con này rất là to. Cho một lèo thì cũng đỡ rồi. Rất là to luôn đuôi này. Nhìn nó tía tía cũng đẹp hết đấy. Nhìn đẹp hết đấy chứ nhở, nhưng mà cũng phải làm mồi thôi, còn rất là nhiều luôn, rất to. Mấy con này hơi bé nhưng mà vẫn lấy được. Mấy con này nó chui vào trong kia rồi.
sâu quá. Các bạn thấy không, nước mà không không có, nó chỉ có một chút thôi, nhưng mà đây nó ở tận trên. Cái này là hang của con cua ấy đấy, nó chạy vào trong này. Đây cua, đây hang của cua ấy, nó bò vào cua ấy. Đấy đấy, các thấy không, đây trong này đây khủi rồi kìa. Đấy, một con này, trong này còn nữa này. Đây, đen dính cua. Đấy, con này đây mà nó vào trong hang của cua ở. Thành quả của sau 30 phút đây các bác. Rất nhiều. Chỗ này được khoảng tầm 1 cân đó. Nhiều phết.